Xin chào mọi người, video này là nội dung tập 169. Trong phần trước, Đường Tam cùng mọi người đã tiến nhập Hải Thần Đảo và thông qua khảo nghiệm của Hải Mã Đô La. Tiếp đó, khảo hạch mà Đối Mộc Bạch phải tiếp nhận là hắc cấp lục khảo, kế tiếp là 5 người khác. Bạch Trầm Hương là hoàng cấp nhất khảo, có nghĩa rằng khảo hạch này chỉ có một khảo nghiệm duy nhất, độ khó không lớn, không có nguy hiểm tính mạng. Chuyện này đối với nàng mà nói là một chuyện tốt, nhưng bản thân nàng lại không muốn vậy. Nhìn vào kết quả này, nàng thực sự thất vọng. Nếu so sánh với Đối Mộc Bạch thì còn kém quá xa. Về phần những người khác, Chùi Trúc Thanh là hắc cấp ngũ khẩu, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn là hắc cấp lục khẩu. Tuy nhiên, khi tới lượt Chữ Vinh Vinh thì động tĩnh gây ra hoàn toàn khác. Một cột ánh sáng màu đỏ hướng lên trên tầng mây. Điều này có nghĩa rằng khảo hạch mà Chữ Vinh Vinh phải vượt qua là đỉnh cấp thất khẩu. Nếu thành công vượt qua, sau này nàng ta chính là người kế thừa vị trí đại cung phụng của Hải Thần Đảo. Biết được điều này, Hải Mã đại nhân lập tức cúi đầu cung kính. Lão giải thích, loại khảo hạch này một khi xuất hiện có nghĩa rằng nhất định sẽ thành công. Cho nên Chữ Vinh Vinh cũng được định sẵn là người chủ trì Hải Thần Đảo trong tương lai. Lúc này mọi người mới thắc mắc, nếu Chữ Vinh Vinh đã là đỉnh cấp thất khẩu, vậy thì Đường Tam rốt cuộc sẽ là khảo nghiệm như thế nào? Điều này ngay cả Hải Mã đại nhân cũng mong chờ. Nói rồi Đường Tam từ từ bước lên, ngay khi ánh sáng vừa chiếu xuống, thân thể hắn từ từ bay lên. Từ trên bầu trời lấp loáng xuất hiện bóng sáng của Hải Thần đại nhân. Hải Mã Đấu La thấy được điều này liền lập tức cúi đầu. Rất nhanh, cột ánh sáng trên quang trụ cũng chuyển thành màu đỏ giống như Chữ Vinh Vinh, chỉ là nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đột nhiên, thân hình Tiểu Vũ cũng xuất hiện dị tượng, thân thể cô nàng từ từ bay lên gần với Đường Tam. Các hải hồn thú khác cũng nhận ra động tĩnh nên ồ ạt kéo tới. Ngay khi kết hợp với Đường Tam thì ánh sáng lại chuyển màu. Đây đã không phải là ánh sáng từ quang trụ phát ra nữa, mà nó được tỏa ra từ ngay trên thân thể Đường Tam. Hơn nữa, ký hiệu trên trán của hắn lại là một cây đinh ba màu vàng kim hoàn toàn khác biệt với mọi người. Đường Tam thắc mắc, rốt cuộc màu vàng kim là loại khảo hạch gì? Hình như cần hoàn thành 9 hạng khảo nghiệm mới coi như thông qua. Lúc này, Hải Mã Đấu La mới đứng dậy. Với kinh nghiệm đầy mình thì bản thân lão thực sự cũng không biết đây rốt cuộc là khảo hạch gì nữa. Về phần Tiểu Vũ, tự dưng lại xuất hiện khảo hạch đỉnh cấp, lão cũng không biết luôn. Ngay khi vừa dứt lời thì phía xa xa lập tức xuất hiện một luồng ánh sáng. Một giọng nói vang lên giải thích, thứ Đường Tam tiếp nhận không phải là đỉnh cấp cửu khảo mà là hải thần cửu khảo. Về phần Tiểu Vũ, đỉnh cấp nhất khảo của nàng có nghĩa rằng nàng sẽ là người theo bên cạnh hắn hoàn thành khảo nghiệm. Nói dễ hiểu hơn là Tiểu Vũ và Đường Tam sẽ cùng nhau vượt qua các khảo nghiệm đó. Lời vừa dứt, vô số hải hồn thú từ khắp nơi đồng loạt kéo tới. Rất nhanh, vị đại cung phụng ba tái tây cũng xuất hiện. Khảo nghiệm của Đường Tam chính là người kế thừa của hải thần, cũng là lần đầu tiên ba tái tây nhìn thấy. Cho nên không tránh được Hải Mã Đấu La làm việc sơ suất. Về phần ba tái tây, tuy là một lão ba quái vật hơn trăm tuổi, nhưng bộ dáng lại giống như một nữ nhân 30 tuổi. Ngay khi hiện thân, lời đầu tiên ba tái tây nói lại là hỏi thăm lai lịch của Đường Tam. Điều này Đường Tam cũng không giấu giếm. Hơn nữa, hắn cũng biết rằng nàng ta cùng cụ cố nhà mình có quen biết, nên trực tiếp nói ra danh phận là cháu của Đường Thần. Nghe vậy, ba tái tây không giấu nổi cảm xúc, lập tức bay tới trước mặt Đường Tam. Nàng hoàn toàn bất ngờ. Không ngờ rằng người mà nàng chờ đợi lại là cháu của Đường Thần. Lấy lại bình tĩnh, ba tái tây nói tiếp. Đường Tam từ nay trở đi, bất cứ ai cũng không có tư cách tiếp nhận lễ nghi của hắn, đồng thời ra lệnh cho Âu Á phân phó mệnh lệnh. 8 người này trước khi hoàn thành khảo nghiệm đều là khách quý, bất cứ ai cũng không được thất lễ. Ngoài trừ việc không giúp bọn họ hoàn thành khảo nghiệm, thì mọi yêu cầu của họ phải cố gắng đáp ứng. Về phần Đường Tam, hải thần cửu khảo của hắn mỗi năm ít nhất phải hoàn thành một hạng mục, nếu không sẽ phí công sức. Đường Tam thắc mắc, nếu như thất bại, kết quả cũng là chết sau. Nghe những lời này, ba tái tây cũng phải biến sắc mặt. Khảo nghiệm của hắn liên quan tới tồn vong của Hải Thần Đảo. Nếu như thất bại, hậu quả sẽ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Cho nên vĩnh viễn không được xuất hiện ý nghĩ thất bại. Nói xong, ba tái tây liền rời đi. Lúc này mọi người mới được một phen thả lỏng. Chỉ với khí tức của nàng ta tỏa ra đã khiến mọi người cảm thấy bị đè nát, khó thở cực kỳ. Hải Mã Đấu La lập tức mời mọi người vào Hải Mã Thành nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ bắt đầu khảo hạch. Băng qua cánh rừng một lúc, Hải Mã Thành cũng hiện ra trước mặt. Tuy nằm ngoài đảo nhưng kiến trúc lại chẳng khác gì các đô thị lớn. Hải Thần Đảo tổng cộng có 7 thánh chủ, 7 thành phố. Mỗi tòa có khoảng 1.000 người. Họ đều là tín đồ trung thành nhất với Hải Thần Đại Nhân. Ngay khi vừa đi tới, các binh lính đã xếp hàng chào đón. Nơi này tuy không quá đông đúc như các thành phố trên lục địa. Vậy nhưng trao đổi buôn bán cũng tấp nập. Điều đặc biệt là không thiếu mỹ nhân. Nhìn vào những cảnh tượng kỳ lạ nơi này, Áo Tư Tạp không giấu được vẻ thích thú nghịch ngợm một phen. Trong lòng bọn họ quả thực rất vui, chỉ là Bạch Trầm Hương lại giống như bị đả kích.
Trước đó nàng vẫn tự nhận mình là thiên tài. Vậy nhưng hôm nay nàng mới biết được, so với các thành viên của Sử Lai Khắc Thất Quái thì vẫn không tính là gì, thậm chí khoảng cách chênh lệch còn vô cùng lớn. Sau một hồi di chuyển thì cuối cùng cũng tới nơi. Tòa kiến trúc phía trước mặt chính là phủ thành chủ của Hải Mã Đấu La. Và tới đây thì tập phim hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé!